Lãng Lãng này đang là gương mặt của Trung Quốc trong các sự kiện quốc tế như đêm diễn khai mạc Thế vận hội châu Á vừa rồi ở Quảng Châu với cây đàn piano cách tân màu xanh nước biển thật ấn tượng, ngay cả với chính người nghệ sĩ biểu diễn. Đêm diễn giống như một giấc mơ, cây đàn hiện đại để trên mặt nước, thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy như đang ở trong mơ, mà là một giấc mơ đẹp, chứ không phải là một ác mộng như người ta thường mơ. Thật là một giấc mơ tuyệt vời. Ngôi sao 28 tuổi với bộ đầu đinh chuyên kết hợp nhạc cổ điển với nhạc đại chúng, được coi là anh hùng dân tộc bên cạnh các ngôi sao thể thao của Trung Quốc như cầu thủ bóng rổ Yao Ming và tay chạy vượt rào Liu Xiang. Sau đêm mở màn, anh còn diễn tại nhà hát thành phố cho khán giả ở vùng văn hóa lĩnh Nam nổi tiếng này. Tiết mục của anh ấy thật là êm dịu và thấm thía. Tôi có thể diễn tả thế nào nhỉ? Tôi từng nghe các nghệ sĩ piano khác diễn, nhưng anh ấy thì rất sâu và tiết mục thật là tuyệt vời. Nay định cư ở New York, nhưng Lãng Lãng thường xuyên trở về Trung Quốc. Trước sự kiện này, anh cũng đã từng diễn mở màn cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 và hội chợ Expo ở Thượng Hải mùa hè vừa rồi.